Sáng 24 tháng 6, thí sinh cả nước đã hoàn thành xong phần thi tổ hợp 3 môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, nhiều thí sinh đã hoàn thành bài thi từ rất sớm. Bạn đánh giá như thế nào về đề thi hôm nay? Em thấy đề thi hôm nay cũng không có quá khó. Em làm tầm khoảng 10-15 phút đầu là em đã hoàn thành bài thi của mình. Sau khi trải qua 3 ngày thi thì cảm giác đầu tiên của em là rất là nhẹ nhõm và em cũng khá là hài lòng với cái bài thi của mình. Sau một cái khoảng thời gian khá dài để ôn tập thì hôm nay em đã hoàn thành rất là tốt. Em hài lòng nhất là ở bài thi môn bài thi khoa học xã hội, cả 3 môn thì trong đó có môn giáo dục công dân là đề rất là dễ dàng, và môn mà em không tự tin nhất là môn văn tại vì bài đó em không học kỹ. Dạ, em nghĩ cái việc mà đưa môn giáo dục công dân vào bài thi thì nó rất là tốt cho tụi em. Tại vì nếu mà trước đây tụi em chỉ cần đọc sơ, học thuộc để lấy điểm thì bây giờ tụi em cần phải tìm hiểu kỹ hơn về nó. Và em nghĩ là nó sẽ tác động rất là nhiều cho tới trong cái suy nghĩ và hành động của tụi em trong đời sống. Theo ghi nhận chung, kỳ thi năm nay hầu hết các môn thi được đánh giá là dễ hơn so với các năm trước. Điều này phần nào giúp cho thí sinh và phụ huynh đều rất phấn khởi. Vừa rồi mấy cái đề thi thì thấy nghe em nó nói là làm bài được, tốt. Nhà trường với lại sở giáo dục cũng quan tâm tới mấy em nhiều nên đề đồ này kia năm nay thấy cũng đỡ. Cho nên thấy cũng đỡ lo lắng nhiều. Cha mẹ mong muốn 12 năm trời cực khổ thì ngày hôm nay em có quyết tâm vào đại học được thì cha mẹ mừng và hạnh phúc. Mong sao cho con vào đại học để giỏi và nên người là tốt, để làm việc tốt, giúp ích cho xã hội mình. Cũng mừng cho tương lai con. Nó qua cái bước này là khỏe. Nếu mà đậu được thì không ngồi phải nghĩ ngợi gì hết. Cái này là coi như là hồi đó là cực khổ với con cái. Bữa hôm nay là cũng như là mức ăn thua. Thì rất là vui, hạnh phúc tại vì con mình nó cũng cố gắng học suốt 12 năm học vừa qua. Rồi bây giờ thì là thi kỳ thi tốt nghiệp trung học quốc gia, nó coi như là kết thúc 12 năm học. Thì mình cũng rất là vui và xúc động lắm. Cái cảm xúc nó khó tả lắm. Tại vì mình biết là con mình nó cũng nỗ lực cố gắng rất là nhiều để mà để đi hết cuối cái chặng đường mà 12 năm học vậy. Như vậy là hơn 800.000 thí sinh cả nước đã hoàn thành xong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017. Tại thành phố Hồ Chí Minh, công tác chấm thi sẽ được bắt đầu ngay vào ngày 25 tháng 6. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, có khoảng 1.000 giáo viên sẽ tham gia chấm thi tự luận và trắc nghiệm. Dự kiến đến ngày 3 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành công tác chấm thi và công bố kết quả vào ngày 7 tháng 7. Điểm chấm thi sẽ đặt tại trường Trung học Phổ thông Marie Curie, quận 3. Ngày 14 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông và ngày 17 tháng 7 sẽ cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận điểm thi cho thí sinh để thí sinh xét tuyển đại học. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là các thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi cuối cùng kết thúc kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Chúc cho tất cả các bạn thí sinh sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Để biết thêm những thông tin mới nhất thì xin mời quý vị và các bạn truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên. Cẩm Tú xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.